Hello, em chào tất cả các bác nhá. Đây tôi có clip hôm nay đây. Em về vừa các bác này. Vừa mới khui lô bắt bắt được bắt cỏ đây. Em mới khui được 4 con em cho các bác xem nhé. Đây còn này còn nguyên cái này cái ruồng gì đây. Còn nguyên ruồng ấy gì này. Đấy này, cho bác xem bên trong này. Đây là bướn nhá. Các bác nhìn lồng liếc của nó này. Sáng choang quá. Này. Xoay gương các bác thấy đối với các bác biết là em đang quay bằng cái điện thoại nào ấy. Đấy, xoay vào. Ruồng dữ đây. Đấy. Tô kính nhá. Các bác nhìn kính trong khá trong này. Đấy. Đây là thành vách này. Trắng bốp một những cái này bẩn thì vệ sinh lại nhé bác nào đây à, để chín luôn này bao rửa ngon nhé các bác nhé đây con này đây này ui các bác nhìn xem con này thì có tí hơi nước nhé đây có tí hơi nước trong này các bác nhìn giòn trước luôn này trắng choang luôn nhé này đấy trắng choang luôn nhé đây viền với những cái bẩn này thì lên ngoài lau đây con này mới qua đây con này mới tinh rồi đấy, bác nào lấy cái đòi thì bác liên hệ em nhé 0983329755 cho giúp em với nhé đấy bên trong đẹp ơi đẹp luôn nhé đấy này tinh luôn coi lồng xoay gương đấy giá chưa vệ sinh của nó là đây là 1,6 triệu nhé bác nhé còn vệ sinh sạch sẽ lên rồi là 2 triệu đấy sạch sẽ rồi là 2 triệu đây con này con này đây con này bên đây thì nó hơi cấn tí nhá cấn này chắc nó được đây có gì bên trong này. Mới sáng choang con nhá. Đấy, giòn của nó đây. Đây giòn cao su ấy. Con này nó há lớp. Đấy. Ui giời, cái giòn cái này nó hơi rát tí này. Này chắc còn phải tí tha ra lại. Đấy, rửa này. Đây nhá, rửa có rửa 80 độ C có này. Có rửa 80 độ C nhá. Để bác nào thích con này bác liên hệ em nhá. 0983 3975 7555 nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Em chào các bác.